Alo, mọi người có nghe không? Bây giờ em sẽ hát một bài Dấu Mưa nha. Là mới hát rồi, bây giờ là em sẽ chọn một bài rap đi nha. Bây giờ em sẽ rap nha. Bây giờ em sẽ rap bài Thả Gió nha.
Dạ vâng, dạ dạ.